Tony Tiến xin chào tất cả quý chị và các bạn anh em Thật Sơn của chúng ta nhé. Để tiếp tục chương trình hôm nay thì Tony Tiến để về test cho anh em khi mà anh em đặt cái sản phẩm sơn tỏa gỗ của mình nhé. Về mà anh em tự làm thì mình sẽ thu cấp trước khi video anh em đặt nhé. Hôm nay bạn vừa một bạn ở An Giang, tiếp tục bạn An Giang, mình đợt đây cũng có duyên của người miền Tây đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm sơn giả gỗ của mình, thì bạn đã đặt ở đây nhé, đã đặt một lon sơn giả gỗ màu nhạt. Đây lon màu nhạt mình đã đóng rồi nhé, 1 lít. Đây lon 1 lít nhé, và tiếp theo đây màu đậm anh em ạ, màu sơn đậm. Hôm nay trời nó hơi tối, anh em thông cảm cho mình nhé, mình hơi test hơi bị trời nó âm u, nó muốn mưa. Đây một lít của mình đây mình đã đóng kỹ càng cho anh em rồi, anh em về anh em tự làm thôi nhé, không cần phải pha chế gì anh em ạ. Và anh em mua đây thì mình tiện đây, một bạn này mua thì mình đã tặng cho bạn một cái cọ giả gỗ tạo vân gỗ nhé. Một là nếu như bạn lựa chọn cái cọ này, anh em miền Nam gọi là cọ nhé, miền Bắc gọi là cái chổi. Nếu mà anh em mà mới làm thì thích làm cái bàn nhựa hai miếng này thì hai miếng to miếng nhỏ này 5 vân nhé, miếng này 100k anh em nhé, là mình cũng tặng luôn cho anh em 2 lít sơn, tặng 2 lít sơn này nhé. Đây mình vẽ thấp xuống cho anh em xem, 2 lít sơn như này thì mình sẽ tặng cho anh em một cái cọ, một trong hai cái này anh em lựa chọn tùy theo sở thích. Và trước khi vẽ vân test thì trước khi anh em mua về mình sẽ vẽ test cho anh em, nó hai màu, màu đậm màu nhạt, mình sẽ vẽ cho anh em tham khảo xem nhé. Mình sẽ vẽ mặt bên này, đây hai lon, một lon đậm này anh em nhìn này, một lon đậm lon nhạt, màu đậm màu nhạt nhé. Quan trọng nhất là trước khi bề mặt của anh em chúng ta cần vẽ vân giả gỗ là anh em bả tít cho mình đi, anh em bả tít hết cho mình, xả xong rồi anh em mới nót một lớp sơn vàng này cho mình nhé, nót một lớp sơn vàng bóng này cho mình, đúng mình đấy. Vì tại sao mình hỏi phải nót sơn vàng bóng? Sơn vàng bóng anh em kéo nó trơn hơn, nó không bị cháy vân đó. Còn anh em mà nót cái sơn rẻ tiền, có loại sơn rẻ tiền, loại này nó hơi giá nó hơi cao một chút anh em nhé, nó 3 dòng sản phẩm bóng này, nhưng mà mình hay dùng cái thằng 400 mấy trở lên, 1 lít này mình hay dùng 400 mấy, có loại là 300.000, có loại 400.000, loại 460 đó, nhưng mình hay dùng là từ 400 đến 460. 300 cũng được, nhưng mà nếu mà anh em vẽ nó vẫn chưa được theo cái ý của mình nên anh em vẽ sơn cứ sơn xin bóng này, anh em bả xong này bả tít thì nó không nót, cái loại này nó không tốn mấy đâu anh em nhé, nó ít hao sơn hơn, đã tít rồi nó không hao nữa đó. Anh em lên lựa chọn tùy theo anh em, có lại 160 cho mình, 160 mình không làm nhé, sơn mịn mình không làm nhé. Đây thì mình nói tiếp theo thì mình trước khi anh em mua sơn hoặc là em mua cái cọ cái chổi này thì mình đã cắt tỉa cho anh em rồi, anh em nhìn kỹ cho mình ạ, mình đã cắt rồi, cắt tỉa về anh em thử có sơn thôi. Đây toàn bộ anh em nhìn thấy đấy. Rồi để tiếp tục mình sẽ vẽ luôn cho anh em luôn nhé. Trước hết thì mình sẽ vẽ nó một lon màu nhạt cho anh em xem cái đường vân này. Mình hay chia sẻ trên kênh của Tiến Bia và Tony Tiến nha anh em nhé, anh em hãy chú ý theo dõi ạ. Nếu anh em nào mà chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy kết bạn Zalo 0982370070 số trên video này nhé. Rồi mình sẽ vẽ từ trên đây xuống dưới đây, kéo một đường của chúng ta, anh em cứ kéo đi, kéo mà nó sót thì anh em chỉnh lại thôi, không sao hết nhá. Đây mình đã kéo rồi, đây là màu màu nhạt nhá, còn đây là non màu đậm. Anh em ưng sáng tạo mắt thì tùy theo nhé, nếu mà vẽ mắt thì anh em cứ kéo ra, mình kéo nhanh thôi chứ mình kéo mắt mất thời gian. Đây cái màu đậm nha anh em nhé, màu đậm này là màu lim nhé. Đó mình kéo cho anh em xem đó, nó hơi rõ vài giọt kệ nó cũng sao, cái đường sót đây mai mốt mình chỉnh. Nếu như vẽ mắt thì mình sẽ vẽ mắt nhỏ cho anh em xem, một cái mắt nhỏ đó, chúng ta đây là cái mắt anh em nhé. Cái mắt thì anh em nếu mà kéo thì anh em kéo như này cho mình này, đúng cho mình này. Đó anh em kéo như vậy, tấm như nào anh em kéo như vậy thôi nhé. Mình sẽ kéo cho anh em xem luôn cái đường mắt ra luôn để chúng ta chỉnh cái mắt mắt, nó cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà anh em chưa quen tay thì anh em sợ không được theo như cái ý của anh em thôi. Còn mỗi trong mình nói trước là anh em mua về tự làm thì cái này theo ý của anh em, mỗi anh em vẽ một vân khác nhau nhé. Cái này hơi xấu, mình kéo luôn cả đường này cho anh em tiện, đây thì mình kéo luôn chỉnh cho anh em nhé. Anh em chỉ nhớ là kéo là mình phải kéo đường nào dứt khoát đường đó nhé.
đây hai màu nó khác nhau nên ba bốn màu nó khác nhau, không phải là giống nhau đâu nhé, tất cả có 5 màu anh em nhé. Nên này mình vẽ anh em nhiều lúc ở kêu là có đậm nước nhà là không phải đâu nhé, nên mình vẽ như vậy nhưng mình chỉnh hết cái đường đậm này, mình chỉnh được hết đó, anh em nhìn thấy nó không bị đậm, không bị vết, không bị lỗi. Vẽ xong như này thì anh em nào mà có thích thì anh em mới được cho khô khan, anh em mới làm nước đồ bóng nhé. Đồ bóng nha, mình khuyên nếu mà anh em nên dùng loại 2K nó bóng hơn nhé, kể ở ngoài trời trong nhà dùng loại 2K nó rất bóng, nên mình khuyến khích anh em nên dùng cái phủ lớp 2K. 2K thì ở đâu nó cũng có rồi. Những anh em nào mà làm tay nghề làm được mà muốn khám phá thì anh em hãy xem video hướng dẫn sơn pha sơn, cách sơn pha sơn giả gỗ từ A đến Z. Mình có anh em gõ đây, xong là gõ tên mình phẩy một lát, hướng dẫn cách pha sơn từ A đến Z, phẩy một cái Tony Tiến Sơn Đòn hoặc là Tiến Bia Sơn Giả Gỗ Nhà Đẹp, nó ra cái video của mình luôn đó, anh em cứ nhớ cho mình như vậy. Anh em cứ gõ chìa khóa mấy chìa khóa là sơn giả gỗ với Tiến Bia với Tony Tiến Sơn Đòn, nó ra một dãy là video của mình, thì mình cũng làm chia sẻ cho anh em rất nhiều rồi, và mình cũng sell được cái top chìa khóa lên top của Google rồi, anh tìm kiếm rồi anh em nhé. Anh em cứ yên tâm về cái dòng sản phẩm này, và anh nhất là anh em nào không có, mình chỉ khuyến khích anh em này, nếu mà anh em pha được màu giả gỗ, biết họ xem video của mình đi, tập cách pha đi, mình có hướng dẫn cách pha chi tiết được không, pha bằng máy có, pha bằng tay có nhé. Nếu anh em nào muốn kỹ mà đọc kỹ thì anh em muốn vào thì anh em hãy vào sơn hằng không dấu nhé, sơn hằng viết không dấu anh em ạ, viết liền đấy, sơn hằng bia đây này, BEHR cái từ bia đó, .com, sơn hằng bia.com không dấu không cách, anh em vào sơn vào đó là tìm những bài viết của mình, mới viết vài bài trên đó thôi, nên anh em vào hướng dẫn có video này, có bài viết này, có hình ảnh cho anh em tự xem này, tự đọc này, tự xem video này, hình ảnh có này, anh em tự biết cách quy trình pha như thế nào, mình ghi rất chi tiết ở bài viết đó. Và anh em xem mà có thắc mắc thì hãy comment dưới video này để mình giải đáp cho anh em biết cái gì, mình chia sẻ cho anh em. Anh em nào không vẽ được hoặc là chưa có dụng cụ này, đó, cái dụng cụ này là quan trọng nhất nhé. Cái màu pha sơn thì mình nghĩ là anh em mình chia sẻ rồi thì anh em pha được thôi, cũng không có gì là khó cả. Nó chỉ có 3-4 màu đó, màu trắng, màu vàng, màu đen, màu đỏ là ra màu đỏ gỗ, tùy theo anh em pha đậm hay pha nhạt, tùy theo sở thích của anh em thôi. Còn cái dòng này thật sự thì mình cũng không làm ra được cái này, mình phải đi nhập của họ về nhé. Mình tìm nguồn hàng nhập về để chia sẻ cho anh em cái này, bán treo cho anh em trên toàn quốc mà, anh em yên tâm về cái dòng sản phẩm này. Anh em chỉ cần mua của mình và có cái gì mà thắc mắc, mình sẽ hỗ trợ cho anh em luôn đó. Bản nhựa này như vậy thôi, mình không thể làm được anh em nhé, mình cũng nhập lại của họ thôi, nhưng giá thì mình bán giá như thị trường, anh em ủng hộ mình để mình có động lực thu nhập, thì có tí thu nhập và để làm video đều để phục vụ anh em thôi. Còn mình không bán giá mắc cao hơn thị trường được anh em nhé, giá chỗ nào cũng vậy mà. Trên cái này thì trên Nada, Shopee đều bán đầy rất nhiều anh em nhé, 100k mà. Như anh em mua của mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cụ thể không giấu nghề. Đó, còn cái này thì anh em tìm hơi khó, hàng này hàng gọi là hàng đặc chủng nhé, hàng này hàng đặc chủng, có nguồn, phải có nguồn về anh em nhé. Và anh em nếu như anh em mua sơn giả gỗ về mà mua sơn giả gỗ 1 lít hoặc 2 lít mà không làm được, về không biết cách tạo vân gỗ, không làm gì kéo ra được, mình sẽ dành ưu tiên cho anh em 30 phút mình hướng dẫn anh em trực tiếp trên Zalo luôn đó. Mình ngồi ở nhà mình sẽ hướng dẫn, hẹn mình trước là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo vân giả gỗ trực tiếp luôn, trong vòng 30 phút anh em sẽ làm được, mình đảm bảo anh em làm được, không gì không làm được hết. Một số anh em chị em gái tự xem video tự làm được mà, xem video hướng dẫn của mình ấy. Thì hôm nay mình cũng chủ yếu là mình chia sẻ cho bạn luôn ở An Giang mua cho mình 2 lít giả gỗ này, một màu đậm một màu nhạt này, giờ mình sẽ đóng mang đi gửi cho bạn và chia sẻ cho anh em xem, quý khán giả và anh em xem trên kênh của Tony Tiến. Thì anh em xem thấy video này hữu ích hay thì nhớ tặng mình một like và chia sẻ video này cho anh em nhiều người cũng biết đến, để chúng ta chia sẻ và giao lưu cách tạo vân gỗ và cách chúng ta làm một vân gỗ đẹp nhất đó ra sản phẩm chúng ta, để hướng đến khách hàng, để tay nghề chúng ta nâng lên, và quan trọng hơn nữa là chúng ta cũng có thêm nguồn thu nhập mới. Thì anh em xem thấy hay hữu ích nhớ tặng mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp theo nhé. Cuối video thì Tony Tiến xin phép dừng ở đây. Cái chia sẻ cho anh em đây, vẽ đây thì anh em nhìn thấy lúc đấy là mình vẽ rồi đấy, anh em nhìn thấy là cái mắt có này, mình làm kiểu gì có là màu đậm màu nhạt, hai màu nó khác nhau.
21 có một động mà nhà, nhưng mà đúng ra làm thì anh em nên rửa, mỗi lần làm thì anh em nên rửa cái cọ đấy đi nhé, cái chổi đấy đi, rồi lúc đấy là mình tiện đây thì mình quét cả hai màu luôn, thì hai màu nó cũng không được, chưa được chuẩn lắm đâu, thường thường là màu nhà thấp nhạt như màu này bên này anh em này đó nhé. Rồi hôm nay này Tiến, tôi Tiến xin phép dừng đây nhé, xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn những video tiếp theo ạ. Rồi tôi Tiến kết thúc video ở đây. Nếu anh em là xem video sau thì hãy comment video này để mình trả lời ở dưới video nhé. Rồi tôi xin phép xin dừng ở đây, tôi đi chào toàn thể quý khán giả và anh em toàn thể anh em.